Nhóm thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay con rất là vui luôn khi hiện tại đang đứng trước cửa nhà của bé Người Vi. Thì cứ như thông lệ mỗi tháng bé sẽ chú sẽ gửi tiền về một cái số tiền để mà lo cho bé này cùng với lại bé Ti cùng với bé Xuyên nữa. Thì mạnh thường quân mà hỗ trợ cho gia đình của bé thì hồi chú tính giờ đều là chú Quỳnh. Thì bây giờ thì xin mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà nha. Dạ. Chị em mới tới. À. Chào đại gia đình mình. Ngăn lại thăm kìa. Nay chị ghé thăm Ti có biết là chuyện gì không? Biết. Biết chuyện gì nói chị nghe được không? Tiền tháng. Tiền tháng. Dạ, thì cũng là bắt đầu của tháng mới rồi thì em cũng thay mặt Mạnh Thường Quân đó là chú Quỳnh thì ghé thăm gia đình của chị nha. Dạ, thì trước mắt thì em cũng xin phép hỏi thăm gia đình của chị thì dạo này có khỏe không chị? Khỏe. Dạ. Rồi lúa thì có này nhiều không chị? Nhiều cưng. Cỡ này là mình bán ngày là khoảng nhiêu ly nước? Bán ngày đêm 6 gốc 7 gốc. À, một ngày một đêm là được khoảng 6 7 gốc nước đá chứ không biết bao nhiêu ly. Dạ. Rồi bán là mình chia ca cho mình bán đúng không chị? Chia ca qua. Bữa nay ra ca. Bữa nay ra ca, vậy là hôm nay là ở quán bên kia người ta bán. Dạ. Rồi ngày mai mới bán bên này. Dạ. Dạ, rồi mỗi lần mà bán ca đêm á là mình cũng phải thức sáng đêm với người ta luôn hả chị? Không, chị bán chập chừng 10 giờ đi ngủ rồi tới khoảng 1 giờ bán chập nữa rồi tới sáng. Ờ vậy là sáng mình bán nữa. Vậy là mình cũng phải canh khoảng 1 giờ mình dậy mình bán đi một chập nữa. Khi kêu khi chị thích. Vậy là cũng cực quá không? Giờ bán thì khỏe rồi đó chứ lúc trước tôi bán cực hơn giờ. Dạ, mày có lời nhiều không chị? Chắc cả 21 như là 200 ngàn, 200 mấy. Dạ, thì hay nha. Cứ cắt một ngày thì mình lời được khoảng 200 mấy thì cũng đủ để mà chi tiêu cá nóng ở trong nhà ha. Dạ. Thì cỡ này anh Nhật thì có đi làm như thêm không chị? Có, thì mang lên ra mà. Dạ, thì em cũng nghe nói là anh Nhật lãnh cái công trình ở trên kia. Chị không hoàn, chị cũng không hỏi. Dạ. Kiều Vi thì dạo này em học hành sao rồi? Dạ, vẫn ổn chị. Vẫn ổn ha. Có gặp khó khăn gì trong vấn đề học tập không? Có tin vui gì muốn nói với chị nghe không? Dạ không. Không hả? Thiệt không? Còn Xuyên thì sao? Dạ, nhóm Kiều Vi. Nhóm Kiều Vi, là chị hỏi lại là năm nay là Xuyên học qua lớp mấy rồi? Dạ, 11. Thì em là ở giai đoạn 11 là đã bắt đầu ôn thi đại học chưa hay là vẫn còn đang học tiến trình mới? Dạ, vẫn còn đang học. Vẫn còn đang học ha. Lớp 12. Lên cấp 3 thì Xuyên học xin thấy có gì khó khăn không? Có. Khó hơn nhiều với cấp 2. Khó hơn nhiều với cấp 2 với cấp 1 ha. Ngoài thời gian mà học ở trên lớp thì em có học bổ túc thêm ở ngoài không Xuyên? Dạ, dịch năm nay không học, có đồng áp không. Rồi không có học ở ngoài thì khi mình lên lớp học thấy khó nhiều hả? Em có định là khi nào mình đi học lại không? Học thêm. À. Dạ, chừng nào nhà trường dạy mới học. Chừng nào có lớp bổ túc thì mới đi học lại ha. Vậy cũng được. Còn cục vàng nè. Cỡ này em học sao rồi? Dạ được. Dạ được. Năm nay là Ti học lớp mấy nè Ti? Lớp 4. Lớp 4. Năm lớp 4 này thì Ti thấy là có khó khăn gì trong vấn đề học tập của Ti không? Khó. Khó chỗ nào có thể nói chị nghe được không? Khó trong học thôi. Rồi học bài thì Ti có hiểu không? Hiểu ha, làm toán được không? Được, có nhắm được là cuối năm nay mình được loại gì không? Không biết. Không biết nữa hả? Có được lãnh thưởng không ta? Thấy khó nhưng mà em học tốt không? Em học hiểu bài không? Hiểu khó nhưng mà vẫn hiểu đúng không? Cố gắng đó là học cho thiệt là tốt nha, xong rồi cuối năm có được một cái tấm giấy khen nha. Dạ, thì em cũng xin thay mặt Mạnh Thường Quân đó là chú Quỳnh thì em cũng gửi tặng cái tiền tháng đến cho gia đình của mình nha. Dạ, thì cũng giống như mỗi tháng. Đây là số tiền của Kiều Vi. Rồi em mở phong bì ra giùm chị. Bao nhiêu vậy Kiều Vi? Có khác gì so với tháng trước không? Thì tháng này thì chú gửi cho em với lại Xuyên thì cả hai đều là 1 triệu hết. Đây, của Xuyên. Mở ra giùm chị luôn nha. Dạ, còn đây là của chị Kiều. À, con cũng cảm ơn chú rất nhiều, chúc chú lúc nào cũng mạnh khỏe và vui vẻ và mạnh khỏe.
Nhà, chú tháng này thì gửi cho chị Kiều là 2.400.000 đồng. Còn số tiền của Ti mỗi tháng Ti có nhớ là chú gửi cho Ti bao nhiêu không? Dạ. Là bao nhiêu nè? 2 triệu. Rồi trong đó thì để làm cái gì? Ti gửi sổ. Ti gửi sổ. Với lại 1 triệu thì để lại lo tiền ăn cho Ti đúng không? Dạ. Rồi đây Ti mở ra xem có đúng là 2 triệu không nha. Dạ. Đúng. À, chị có tháng rồi là mình có đi nộp sổ luôn không chị? Có. Dạ, chị cho em mượn nha. Hình như tháng rồi là cũng cùng với cái tháng là mình làm sinh nhật cho bé đúng không chị? Dạ. À, cái số tiền tháng vừa rồi là chú có gửi cho chị Kiều. Thì ở đây chị Kiều cũng đã nộp sổ rồi là 11 triệu. Bao gồm là 10 triệu chú cho tiền sinh nhật cộng với 1 triệu tiền tháng. Thì số tiền trong số của bé Ti hiện tại là lên đến 41 triệu 377 ngàn đồng rồi đó chú. Một cái số tiền rất là lớn luôn nha. Đối với bé Ti thì số tiền này thật sự rất là lớn. Sau này thì em có thể dùng để mà lo cho tương lai. Rồi khi mà học tập khó khăn thì em có thể trích ra một phần để mà mua sắm dụng cụ gì đó nha. Dạ, rồi thì em có muốn nói gì với ông không? Cảm ơn ông, chúc mong nhà dạy sức khỏe luôn, đã được cười trên môi trăm năm hạnh phúc. Kỳ gì? Cảm ơn ông, chúc ông có học là nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, thành công thành công. Dạ, con cảm ơn ông, chúc ông nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Nhà nhóm nữ miền Tây cũng chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Quỳnh rất là nhiều nha. Chúc cho chú lúc nào cũng được mạnh khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười chú nha. Dạ, tụi con chào chú, chào các bạn nha. Xin chào.